Rồi, gia đình cũng xin chúc lại coi xưởng sang năm là coi thế là nói chung là cả tỉnh Phú Thọ ấy, như cả nước Việt Nam là nhiều người biết đến. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nhá. Hiện tại là buổi chiều ngày 29 Tết, 29 Tết ngày cuối năm rồi. Hiện tại là bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám đang có mặt tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Và hôm nay chúng tôi là đến và lắp đặt cho gia đình một khách hàng Bác Tiến. Đây là ngôi nhà của bác đây. Đấy, chiếc xe của chúng tôi là anh thợ là vừa lắp đặt xong cho gia đình, là một bộ cửa võng và một đôi cuốn thư câu đối cho phía trong nhà kia. Đấy thì hôm nay tôi có quay lại một video clip làm một kỷ niệm với gia đình. Đấy, không gian nhà gỗ, nhà cổ, mái ngói, năm gian rất là đẹp quý vị ạ. Đấy thì mời các bạn cùng chúng tôi là đi vào bên trong. Đấy là tham quan cái sản phẩm của chúng tôi là vừa lắp đặt cho gia đình. Đấy, hôm nay là 29 Tết đây, là đây có một cây đào rất là đẹp này. Đấy, thì phía bên ngoài là toàn bộ là cửa gỗ. Đấy, cột gỗ. Đây là phía trước trước bên ngoài nhà đây, đây là bác chủ nhà quý vị. Đây, bộ sản phẩm tôi vừa lắp đặt là một bộ cửa võng và một đôi cuốn thư câu đối. Đây, mời xem nhà gỗ. Nhà gỗ rất là đẹp. Không gian thờ các bác ạ, không gian thờ rất đẹp. Bên dưới có sập gỗ này, đấy, bên trên sập thờ này thì hai hàng câu đối, cuốn thư, một bộ cửa võng. Đấy, không gian nhà của khách hàng này, các vị xem nhé, không gian nhà gỗ rất là đẹp. Đấy, và đây là bộ sản phẩm tôi vừa bàn giao. Đấy, phía bên này thì vị thấy bên này chính là Bác Tiến, đấy, chủ nhân của bộ sản phẩm này chúng tôi. Đây là khu gì xã Bảo Yên bác nhỉ? Rồi, khu 3 xã Bảo Yên. Đây là ngày 29 Tết đấy. Anh em đoàn thợ. Vâng ạ. Đúng lời hứa là coi thế là chuẩn bị đón xuân là lắp đặt cho gia đình được toàn bộ hoành phi câu đối và cửa võng. Rồi. Chiều 29 Tết luôn. Rồi, thì rất cảm ơn. Bên xưởng là cũng chúc bác và gia đình chuẩn bị đón năm mới là nhiều sức khỏe, sang năm thì làm ăn phát tài bác nhá. Rồi, gia đình cũng xin chúc lại coi xưởng sang năm được coi thế là nói chung là cả tỉnh Phú Thọ nói cả nước Việt Nam là nhiều người biết đến. Dạ vâng. Cháu rất cảm ơn bác ạ. Rồi. Cứ khách hàng nhá. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhá. Cơ sở có địa chỉ tại Phan Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đấy. Chuyên thi công các sản phẩm đồ gỗ nội thất, cửa võng rồi thì đồ thờ rồi các sản phẩm nội thất trong nhà. Đấy. Thì quay lại lần nữa tổng thể cái không gian nhà của Bác Tiến tại Bảo Yên Thanh Thủy đây. Nhà gỗ năm gian mái ngói rất là đẹp. Đấy. Quý khách hàng nhé. Rồi. Thì hẹn gặp lại quý khách hàng ở trong những video clip tiếp theo, thì sẽ là đầu xuân năm mới 2022. Đấy, thì sẽ là một năm bên xưởng là sẽ cố gắng phát triển hơn nữa. Đấy, phát triển hơn nữa, phục vụ nhiều khách hàng hơn nữa trên mọi miền tổ quốc nha mọi người nhé. Tại là đây là những chuyến hàng cuối cùng của năm 2021 rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong đầu xuân năm mới nhé. Ok.